cúng mạng cho người mất, người mất có bị cộng nghiệp không? Vì người mất mà người sống sát sanh. Trong trường hợp gia đình con không biết đạo, con khuyên cúng chay không được, thì gia đình truyền thống cúng mạng con nên làm gì? Thì quý vị chỉ đơn giản là ra chợ mua cái thịt làm sẵn, thí dụ như gà làm sẵn, heo làm sẵn, các loại thịt làm sẵn về cúng bình thường, không có gì hết. Còn nếu như mình mang một con nào đó còn sống về mình giết á, thì cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Thì người nhà mình làm thì người nhà mình hưởng, chứ còn người mất rồi họ tái sanh chỗ khác, họ đâu có làm đâu mà bắt họ hưởng.